Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật và tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự. Ngày 24 tháng 3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trước đó, đơn vị này đã thụ lý điều tra vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện. Bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp với những nội dung, thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác. Đồng thời, bà Hằng sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm. Đáng nói, theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật. Nhiều lần bà Hằng tổ chức tập trung đông người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Ở thời điểm hiện tại, công an và viện kiểm sát đang tiến hành khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng ở quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022 để phục vụ việc xác minh, điều tra đơn thư tố cáo. Tại Bình Dương, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương hiện đang thụ lý đơn tố giác phạm tội đối với bà Nguyễn Phương Hằng của 5 cá nhân gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Các hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng bị tố cáo gồm đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.